Amezoko nghe như kiểu trưởng Amezoko của thần rùa hồi xưa ấy. Thì cái chợ Amezoko nó nằm ở khu Ueno. Và ở trong chợ này thì cái gì cũng có. Nó như dạng là chợ rời ở Việt Nam vậy. Nào là đồ ăn, đồ uống này, thịt chó, mắm tôm, rồi là cơm ớt, rồi là thịt vịt, thịt gà, quần áo, giày dép, nước hoa. Tóm lại là cái gì cũng có. Nhưng mà được cái là giá cả ở đây thì rất là rẻ. Các bạn biết rồi đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Bây giờ đi vào trong này khám phá xem nó có những cái mặt hàng gì nhá. Đặc sản Nhật luôn. Ôi, chết giờ, cầm gì đây? Ôi ôi, cũng là ống này cả vòi bình. Chơi ít thôi. Ngáo lắm rồi. Trời. Ở đây có rất nhiều mặt hàng. Bên này bán mỹ phẩm, nước hoa. Nước hoa bình thường các bạn không nghĩ đến giá trên trời đúng không? Đây toàn giá dưới đất. Mà bên cạnh cái hàng mỹ phẩm thì nó là hàng thực phẩm luôn các bạn ạ. Cái gì liên quan đến phẩm là có hết ở cái chợ này thằng thần. Đây còn có cả hải sản đây này. Đấy. Nước hoa mà ngay cạnh hải sản thì các bạn thấy mùi hương nó có quện vào nhau không? Có phai luôn. Ôi. Dưới đây là quầy thực phẩm đông lạnh các bạn. Toàn là gà này, chân giò này, bò này, xương này. Đấy, đầy đủ tất cả thứ luôn, kể cả chân gà cũng có kìa. Tóm lại là tất cả những cái thứ đồ gì đấy mà không mua được ở trên, thực phẩm hiếm thì chúng ta xuống cái này là có tất. Đây là một cái quầy hải sản. Và đây nó gọi là full hải sản luôn. Cá này, xong rồi cua này, ghẹ này, xong rồi cả tôm hùm này, bê bê này. Cả tôm và bào ngư nữa. Bạn nhìn thấy quen thuộc không? Đây là một cái sạp rau Việt Nam nhá. Tất cả đồ rau đây có lẽ là nhập khẩu từ Việt Nam. Ví dụ như là 500 yên một gói ớt đùa. Mình mà biết rau các thứ rau củ đắt như này mình biết đến sách mới ít sang nhỉ. Nước mắm này, nước mắm này. Đây là quầy gia giản của tất cả các nước. Ví dụ như là Thái này, ớt Thái. Đây toàn ớt thôi, quầy này chuyên ớt rồi. Chuyên đồ cay nóng rồi. Đủ các loại, ớt Thái, cả ớt như Ấn để làm cà ri. Chợ này thì chốt lại một câu ấy là toàn đồ tàu rồi các bạn ạ. Tất cả các loại gia vị, gia giản rồi cả những cái lượng thực phẩm này là người ta nhập hoàn toàn là từ tàu ấy mà. Cũng là toàn người tàu bán đây luôn. Thì có một số những cái mặt hàng Việt Nam không hiểu sao len lỏi vào đây. Chẳng có quan hệ các bạn. Các bạn nhìn thấy những cái sạp hàng này giống ở Tống Duy Tân á. Ở Nhật ấy thì là những cái chỉ riêng cái khu này là có những cái quán vỉa hè thôi, còn ở Nhật là tuyệt nhiên là không có nhé các bạn nhá. Nếu mà muốn ăn những cái quán kiểu này thì sang Hàn Quốc sẽ đông hơn. Đây bên này có quán vỉa hè này. Màu đẹp thế, không hiểu phải màu thật không hay là phẩm. Nhưng không dám hỏi, sợ bị đánh. Đến đây là một
À, đây là one touch các bạn nhá. Từ một khi mà đã lấy rồi là không được giả lại. À, ví dụ mà mình lấy xong mà mình lại bảo không có tiền thì không biết là phải làm thế nào. Ông phải cho mình. Vâng, bây giờ đó là 12 rưỡi trưa rồi và anh em trong đoàn ai kêu đói loạn xì gạo hết cả lên. À, chúng tôi đã quyết định là sẽ ăn một món ăn rất là nổi tiếng ở Nhật Bản, đó chính là món shabu shabu. Đấy. Món này thì tí nữa các bạn sẽ thấy là cái món này nó cực kỳ giống một món ăn cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam. Ok, các bạn theo tôi thì ăn shabu là ăn shabu chỉ có 3 xu thôi. Cái cửa dị nhá, không có một cái nút nào, thế mà cờ vào nó mới mở. Đây chúng ta sẽ đến với một cái quầy gọi là quầy miễn phí. Đây nhá, các bạn thấy không? Đây, toàn là chữ Nhật, tôi đọc cũng chả hiểu gì cả. Nhưng mà chắc là đây toàn là kiểu Maggi, giấm, sữa, ớt, các thứ này kia, tinh gừng này. Đấy. Ở đây thì hầu như là tất cả mọi người đều tự động, tức là kiểu là ra đây lấy nhá, đây quầy rau, quầy mì các thứ này kia tự lấy hết, tự phục vụ hết. Và đây nữa cả nước luôn. Đấy, đây nước lọc này. Rồi có trà này. Cốc này có đá đây luôn này. Đấy. Cả có Coca này. Có nước nóng, nước lạnh. À nhầm, nước nóng này với cả cà phê nóng này. Đây là kem, đây là kem này, mày bơm kem tươi này. Đấy. Mọi người hạn chế được tối đa những người phục vụ và hầu như là họ dùng máy móc. Địa điểm hôm nay hai anh em chọn đó chính là nhà hàng Samusai khu chợ Ueno. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều những cái suất buffet. Từ đắt nhất ở đây là 4.599 yên. Suất này là 2.599 yên này. Hôm nay hai anh em chọn ăn suất là 1.599 yên. Miễn phí đồ uống với giá là 199 yên. Một bữa ăn như thế này thì là 1.599 yên một người, tương đương với khoảng 16 đô. Và thêm 199 yên là khoảng là 18 đô. Cộng thêm 10% thuế là rơi vào khoảng 20 đô một người. Như đã nói với các bạn ấy. Đấy, bạn quay vào cái nồi lẩu đi. Không khác gì một cái nồi lẩu ở Việt Nam cả. Vì là mỗi nơi nó sẽ có một cái vị đặc trưng khác nhau. Nó đều đưa cho chúng ta đến cung bậc cảm xúc khác nhau. Ví dụ như là bây giờ tôi nhúng một cái lát thịt bò này vào cái nồi lẩu này. Một bên là vị cay nữa, một bên là có vị đậu nành. Cái vị này tôi thấy hay phết này. Em ăn cái vị kia em thấy không cay lắm thôi nhỉ. Shabu nó là một từ tượng thanh nhưng nó không có nghĩa. Nên là bản thân nó thì là người ta nghĩ đến cái việc khi mà nhúng lẩu ở đây thì cái tiếng thịt nó kêu ở trong cái nồi lẩu ấy. Nó sẽ kêu shabu. Nhà thực sự các bạn này là tôi vẩy nãy giờ mà tôi chả thấy nó kêu cái gì cả. Ăn kèm với lẩu shabu nhá. Mình có rất là nhiều loại nấm này, rau, đậu. Cái nào cháy thế nào? Mì. Và có thêm cả đây có thịt bò này, thịt bò này, dưới này thì có thịt lợn này đấy, và dưới nữa ba chỉ lợn luôn. Nói chung là nó không khác nhắm lẩu nhà là mấy đâu. Đây có cái này có cái mọc này thì khác này. Cái mọc này nhá là được làm từ thịt gà xay trộn với trứng. Tôi thấy có hai nguyên liệu chính là như thế thôi, còn các thứ còn lại thì chưa rõ lắm. Xuyên đấu rồi đấy, đơn giản.
Thử đã. À, đây người ta sử dụng hai loại nước chấm chính nhá. Thì một loại nó là sốt mè, một loại nó là sốt giấm đỏ. Cái sốt mè này thì nó hơi béo ngậy một chút, sẽ rất là thơm và ngon. Ngoài ra, cái sốt giấm đỏ này thì nó có vị chua nhẹ nhẹ thanh thanh để giúp cho mình ăn cái đồ này nó sẽ bớt ngấy hơn. Các bạn đi theo tôi nhá. Đây là công viên. Vừa mới nói cái là phun thẳng vào mồm luôn. Và công viên này thì một điểm mà để ngắm hoa anh đào rất là đẹp. Nhưng mùa này thì chưa được có hoa anh đào các bạn ạ. Vừa mùa rồi. Đây là các bạn ngắm tặng cây xanh nhá. Đến mùa thì tôi mua hoa anh đào sau. Phun kinh thế. Thằng Nhật thì phun nhau ao ao đây. Phun được không dứt rồi này. Trời ơi, nghịch điện thoại. Chắc tưởng làm trò gì. Ở Nhật thì Pikachu chuyên lái M1 các bạn ạ. Đây là một dịch vụ độc nhất vô nhị ở Tokyo. Nó có tên là Marika, dựa theo câu chuyện về Mario. Và khi sử dụng dịch vụ này thì các bạn sẽ được hóa thân thành những nhân vật, ví dụ như là Mario này, Pikachu này, rồi rất nhiều những nhân vật khác. Và cái dịch vụ này có giá là 6.800 yên, tương đương với 1.500.000 đồng Việt Nam. Khi mà sử dụng dịch vụ này, các bạn sẽ được đi một vòng quanh Tokyo và đã có những hành trình kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Ngay bây giờ thì anh cũng đang đứng trước ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Tokyo. Ngôi chùa này có tên là Asakusa. Và đây là cái cổng của chùa, cổng Kaminarimon. Thì sau cái cổng này mọi người phải đi tiếp 200m nữa thì mới đến khu vực chính của chùa. Và cái 200m đoạn đường này nó không phải là 200m đoạn đường bình thường, mà các bạn có thể nhìn thấy nó giống như là một khu chợ đêm. Bán hai bên đường nó là tất cả những cái hàng quà lưu niệm. Đến đây rồi, mình bắt đầu nhìn thấy rất là nhiều đồ ngọt các bạn ạ. Sắp sửa mình không cưỡng ai được cái nước miếng cứ tứa ra ấy. Đấy, mình chưa ăn đồ ngọt các bạn. Những cái lúc mà mình cảm thấy stress, mình phải ăn đồ ngọt và thì nó mới cảm thấy là nó đang hạ hỏa đi. Và mình sẽ dễ chịu hơn, mình sẽ tha thứ cho cả thế giới. Xin giới thiệu các bạn là hiện tại mình đang ở cái khu gọi là đông nhất của Shinjuku. Thì khu này nó có tên gọi là trước của khu Kamurocho. Một cái ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi không ở đó nhưng mà tôi sẽ dẫn các bạn vào xem nhà người khác. Anh chị thấy sôi động không ạ? Vui không ạ? Trong này rất nhiều nhà hàng ăn uống nhỏ tí ti luôn. Chị nhỏ này thôi. Còn là xếp hàng một để ăn. Như cái hunut. Bây giờ các bạn biết là tôi hỏi một câu gì ở đây lời được không? Tôi hỏi là ở đây có giấy phép phòng cháy chữa cháy chưa? Trả lời luôn. Có đủ an toàn vệ sinh thực phẩm không? Này đúng cái hu nút chưa các bạn, trèo đầu nhau lại được. Vào đây ra đi ra là người toàn mùi đồ nướng, hòm lắm. Và trở về với cả phố xá. Ai ui hi hô hi hô hi hô.
bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại con phố đèn đỏ Kabukicho, con phố rất nổi tiếng của Tokyo, chắc ai cũng biết rồi. Nên là bây giờ chúng ta cùng vào trong để khám phá xem nó có những cái gì nhá.